は来れない。来れない。Đồng tiên đưa mấy đứa nhỏ đi học, quay về thì cũng cỡ 8 giờ rưỡi rồi. Chừng 8 giờ 50 thì chồng tiên sẽ đi làm. Trước đó thì phụ tiên dọn dẹp, rồi ngồi nghỉ ngơi đọc báo tí xíu như thế này nè. Chồng tiên đi làm rồi. Giờ tiên đem mấy cái vỏ trứng nè, mới nãy ăn trứng luộc á, cái đi chừa lại chôn xuống dưới đất này cho có dinh dưỡng. Thường là tiên chôn trực tiếp cho mấy cái chậu nhỏ này nè. Còn cái vỏ trứng kìa. Còn chậu nào chưa có dinh án ta, như là cái chậu này chưa thì phải, chậu quế này chưa. Chồng xuống đây. Ý là tiên ha, ngày nào tiên cũng tưới hết trơn luôn, mà đất khô cằn hết trơn đó. Bên này nóng dữ lắm đó. Sáng nào cũng tối hết mà. Con ghê hết trơn. Con dồn xuống đây xong tưới lại cây nữa. Hè tới rồi. Bắt đầu cái mấy cái con ve á. Đây nè. Nhót hết trơn rồi, nhìn sợ lắm. Kêu sùm hết trơn vậy đó. Còn trên mấy cái nhánh cây hộ nhìn bên. Bà cô chú nhìn nè. Bà cô ve cậu này. Đó. Đó. Nó tách cái vỏ ra. Rồi phía trên đây nữa nè. Nó bu đầy hết trơn. Mà cái vỏ không à. Nhìn thấy mắc sợ vậy đó. Thì là lấy cái trứng lên đây. Xong xuôi hết nhà cửa thì bây giờ tới tiên chỉnh clip nè. Lúc trước á là tiên chỉnh clip buổi tối không à. Tại vì buổi sáng hầu như là tiên không có thời gian. Đa phần là chăm lo mấy đứa nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước này kia. Mà bữa nào cũng tới 1-2 giờ đêm để mà chỉnh clip á. Tiên thấy ghét thì chịu không nổi.
Cái Tiên mới chuyển sang chỉnh lại buổi sáng như thế này nè. Xong xuôi hết thì bây giờ Tiên vào làm cơm chiều. Bữa nay Tiên định làm là món xíu mại. Món này thì cũng là lần đầu tiên à. Hôm bữa có một chị nhắn tin hướng dẫn cho Tiên cách làm. Bữa nay Tiên làm thử nè, coi mấy cha con ăn cảm giác như thế nào nha. Giờ thì Tiên sẽ đi siêu thị. Đi siêu thị xong thì Tiên sẽ đi đón mấy đứa nhỏ luôn. À, bác đang dọn dẹp. Konnichiwa. Tiên mới vừa mở cái cửa xe ra. Tiên quay này cho ông bà cô chú xem. Chồng Tiên sợ cái vô lăng nóng, cái lấy cái đồ mà lót ở dưới ghế ngồi nè che lên đây. Để ý ghê luôn, Tiên còn không để ý tới cái vụ này. Bây giờ để Tiên đi tí nha. Thỉnh thoảng chồng Tiên làm nhiều cái Tiên cũng bất ngờ. Thường Tiên đi siêu thị á, là Tiên thấy mấy cô chú lớn tuổi thường ngồi ở đây nè. Mọi người trò chuyện với nhau, bất kể giờ nào Tiên đi cũng thấy hết trơn. Nhưng mà không phải cùng một người nha, thì người này người kia vậy đó. Nhưng mà lúc nào cũng có người ngồi chỗ đó hết trơn. Ban đầu Tiên định đi về rồi, nhưng mà nhớ trực lại lâu rồi không có mua donut với lại trà sữa. Tiên mua donut cho bé An với bé Na, biết bé Na ăn được không nữa. Còn Tiên thì mua đi trà sữa đường đen. Ở đây người ta tính tiền là có cái máy tự động vậy nè. Nãy Tiên trả bằng tiền mặt, Tiên để trực tiếp vào đây. Xong cái máy của người ta hiện lên màn hình. Hi. Hi. Arigato gozaimasu. Rồi xong tiền thối thì ra đây. Được hay hay. Rồi giờ đi đón mấy đứa nhỏ, câu quà cho tụi nó rồi. Ben ơi, Ben. Hả? Mẹ có mua bánh donut cho con á. Bye bye. Đi 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 đi. Xong chưa? Ben 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 nghe Ben. Donut là gì? Bánh donut á. Chocolate donut pink. À, cái mẹ không biết nữa, tí về mẹ cho xem ha. Dạ. Dạ. Rồi thôi lên xe nha, nóng quá. Nè nè mọi người chú ơi. Rồi chị. Bye bye. Lên. Nguyên liệu Tiên làm món này á thì gồm có hành tây Tiên xoát nhuyễn nè, đầu hành Tiên đập dập rồi Tiên cũng cho vô. Lá hành Tiên cũng để vô một tí nữa. Rồi về nêm nếm thì Tiên có để nước tương nè, tiêu, với lại hạt nêm rong biển, một tí muối, một tí đường. Tiên đổ chừng cho vừa ăn vậy đó. Xong cái Tiên trộn đều lên. Một tí nữa cái Tiên phết.
Bây giờ là tới cái phần quan trọng nhất là phết thịt. Đó, chị hướng dẫn cho Tiên á. Cái cách phết đó là cầm cục thịt lên rồi dục xuống cái tô, cầm lên dục xuống để cho cái phần không khí á nó không có còn, như vậy thì thịt mới nhẹ. Món này Tiên cũng mới làm lần đầu. Màu dâm lắm chưa này. Tiên mới làm lần đầu à. Tiên làm thử. Hình như có làm gì. Nguyên cục này nè. Mà không biết là phết đến khi nào nữa. Chỉ nói xong mới mất tiêu rồi ta. Còn trong tin nhắn thì lại đi coi. Phết đến lúc mà thịt cho nó dẻo lên phải. Văng dữ vậy ta. Tạm thời là phết chút gì đi. Văng quá. Nồi siêu mại của Tiên đây. Bây giờ thì Tiên sẽ ninh ở đây. Chừng nào cho nó chín là xong. Còn cái cô nhỏ này. Bây giờ tôi đi tắm nha. Mẹ đi tắm cho con nha. Chỉ tay đi. Yeah. Đi đâu? Đi tắm nha. Ok, tắm ha. Tôi vừa làm mà tôi phải vừa ẩm vậy đó. Xin chào ông bà cô chú chưa? Xin chào ông bà cô chú. Tay đâu? Trời ơi, kỳ cục. Thì tắm đây chị em trai. Thôi bây giờ mình dẹp đồ chơi đi, mình sẽ dọn chơi cho con. Nghe mẹ nói nè, đồ chơi mình đem dẹp vớ mình như thế nào, vớ tại sao lại để tùm lum như thế này. Con dẹp vớ đi hoặc là con mang vào đi. Con mang vào đi. Hai mẹ con mình dẹp nè. Mình đến 3 nha. 1 2 3. Rồi dẹp. Ok. Rồi xuất cái này ra nè. Cái này mới nói là bên phải dán cái đường xác cái này nè, là cái kim lam này, cái nó hở nè, cái này nó không có bị kia. Nó dính lại. Đó, bắt dẹp. Bây giờ mình tới dọn cơm. Cô đừng có sai. Nha, đem vào đây nha nè. Ok. Xong rồi mang bớt rồi ha. Cô đừng có sai. Thank you.
Cảm ơn nha. Bữa cơm ngày hôm nay của gia đình Tiên. Xíu mày. Còn cái phần này á. Xíu mày nè. À, cái này là món ăn Việt Nam gọi là xíu mày. Xíu xíu. Ừ. Con nhìn cái miệng mê nè. Xíu mày. Xíu xíu. Xíu mày. Xíu mày. Đúng rồi. Hả? Thôi đang ăn cơm nè. Bây giờ Tiên sẽ cho Nan ăn cái phần xíu mại này, thử coi Nan ăn được không. Nãy cho Nan ăn dụng mới là Nan ăn được. Nan. Phải, phải. Ngon hả con? Nan ngon miệng không? Nan ơi, con thử một cái này đi, ngon lắm. Thịt á, thịt chứ không có gì chứ. Nè, con thử miếng nè. Này để thịt với lại biết cái gì không? Thịt với lại hành tây. Tamanegi. Với lại negi. Đúng rồi đó. Hành negi. À, không có cà rốt con. Tomato. Đúng rồi, cà chua đúng rồi. Con thấy làm sao? Ngon lắm á, cái món này là người Việt Nam rất là thích luôn. Đây cái này đây. Về và nè, Việt Nam nó xíu mại chịu nam mẹ. Xíu mại. Xíu mại. Xíu mại じゃなくて xíu mại. Xíu mại. Đúng rồi. Hấp thu mà như thế nào con giải quyết. Đi tới đây đi xem. Tôi chỉ có một. Xíu mại. Cái này là pan. Pan to kê tê thabê rừng đấy. Mít bò rồi. Ừ. Em đã là cô bố sao? Tôi. Pan thabê rừng. どう？これはね、あのシールはね、野菜つけたら美味しい。ね、ご飯食べ。で、で、nướng mấy cái bánh mì ăn cả, kẹp vô ăn cùng đi. Nếu thế mà ta ta sẽ được ăn. Không muốn ăn bánh mì nữa hả? Ok, để mày làm hai mẹ con mình ăn nha. Không muốn ăn bánh mì. Không biết mà. Xin chào bà cô chú hả? Bên nào xin chào các bạn. Xin chào bà cô chú. Con ăn cơm xong rồi, con ngồi chỗ này. À, mẹ kêu đi xuống con không xuống. Nào đi xuống nha. Nào đi xuống cho mẹ ăn cơm nha. Vừa nó không nhỉ? Ta vừa nó không nghe được rồi. Cái đó phải cái mặt trong cái màn hình là phải cái mặt của bé Na không? Hả? Cái mặt của bé Na hả? Ồ, bé con thấy không? Con nhìn camera con thấy không? Không thấy hả? Nếu mà mày dở cao lên thì không thấy bé Na rồi. À. Thấy rồi không? Thấy không? À, bánh mì xong rồi. Nè, đi xuống nha. Mày làm một bánh mì ăn cái cây. Cái thịt mà lúc nãy Tiên đập 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 á, dễ khắc à. Rồi bây giờ mày làm cho con xem nha, rồi con đi xuống nha. Rồi, con nhìn nè, đây là sẽ để vô đây nè. Này đẹp quá, xinh ghê rồi. Này đẹp quá, xinh ghê rồi. Nói tiếng Việt với mẹ nghe. To quá to. Nhưng mà nó vào được á. Tại vì ở mì phía trong nên mà lấy cái bột rồi nên nó to lắm. Xong rồi mày ra mặt rồi. Mẹ nói chuyện với mẹ là nói chuyện tiếng Việt nha. Ừ, con nói gì ra mày. Hả? Con nói gì ra mày. Mẹ có ăn bánh mì Việt Nam chưa? Chưa. Bánh mì Việt Nam là người ta làm như thế này nè. Biết không? Ngon lắm. Nhiều mê cái con nổi tiếng lắm đó con. Để có suy nghĩ được. Nè, không biết xếp luôn. Bánh mì xíu mày. Thì nhìn tôi sao ăn kìa. Nhiều ý. Nó có nhiều lít của đó kia vậy thôi. Thật này hả? Ok, đi mình làm ra. これだ、お肉だけ入れたい。何で？データ。あ、データ。だけだけ。半分、半分。データチー。のデータチー。うん。チーデータタイ。データチー。チーデータタイ。オッケー。今はね、こんな感じだわ、リカ。みんなサラダってあるの、ビールも。ね。ティッシュニョ。ティッシュニョ。ニョアニョ。ティッシュニョ。ニョアニョ。ニョアニョ、ニョア。ね。Cái này được hả? Rồi xong mày làm nhỏ ra hay là mày để thêm cục nữa?
con muốn sao? Mày làm cho nó nhỏ ra hay là mày để thêm một cục vào trong đây nữa? Nhỏ. Làm nhỏ ra. Ừ. Rồi đi chồng của con, tại vì tôi đều con sơ mà. Hôm nay nói tiếng Việt đi con. Ê, bên này con kìa. Thêm cái này hả? Không. Không hả? Bây giờ miếng rau nhỏ xíu thôi ha. Này được ạ. Không. Hả? Nhỏ hết nhỏ. Nhỏ nữa hả? Nhưng mà bé ăn lớn mà, bé ăn cộng mình để gì nè? Mình nói không. Nè. Rồi xong để... Con đây không. Rồi, mời con. Mời bà cô chú cái coi. Rồi quay bé ăn nha, quay bé ăn nha. Thì quay bé ăn đi nè. Nào, ăn bánh mì xíu mại coi. Ăn một cái hộp. Cái gì thế? Khỏi này thôi à? Chút chuột. Ở đây nè. Không là cặp tay. Bên là cặp. Bên là chút chuột nên cả giặt tia gây tết. Ừ, chút chuột. Ơ. Đây mày làm cho. Đây mày làm cho nó dẹp và cho con dễ cắn. Cô chú sao biết không? Cô chú biết sao không? Chỉ không có cái răng cửa. Chỉ ăn có được. Này mới bóp và đặt ăn được rồi đó.